Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, thời kỳ Tam Quốc, Thế Chân và Ngụy Thục Ngô được lập nên, thực tế là trong ba nước Thục Hán là quốc gia yếu nhất, nhưng nhờ vào ưu thế về mặt địa lý, Thục Hán vẫn duy trì được không ít thời gian. Thế nhưng vào năm 263, Thục Hán vốn đang phát triển bình thường, đột nhiên lại diệt vong, khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, vốn dĩ kết cục của tập đoàn này đã được quân chủ Lưu Bị tiên đoán ngay trước khi qua đời. Vậy cụ thể quân chủ Lưu Bị đã dự đoán như thế nào? Quý vị hãy cùng giải mã trong video ngày hôm nay nhé. Nhắc đến chuyện thời Tam Quốc mà không nhắc đến Lưu Bị thì quả là một thiếu sót. Từ một nhân vật tầm thường không tiếng tăm, từng bước một trở thành thân phận đế vương, quá trình đi lên từ hai bàn tay trắng của Lưu Bị có thể nói là rất đặc sắc và thần kỳ. Bản thân Lưu Bị là người có thể nhìn thấu được nhiều chuyện, cũng nhìn thấu được rất nhiều người. Đây cũng là một trong những lý do vì sao ông có thể trở thành hoàng đế. Bởi ông biết phát hiện nhân tài, đồng thời biết cách bồi dưỡng, giữ chân người tài nên mới có được một đoàn đội tài giỏi tới vậy. Tuy nhiên, Lưu Bị cũng có lúc nhìn nhầm người, đó là lúc thu nhận Mã Tắc làm bộ hạ. Trước khi lâm chung, Lưu Bị từng dặn dò Gia Cát Lượng tuyệt đối không được để cho Mã Tắc đắc thế, nếu không Thục Hán sẽ rơi vào con đường diệt vong. Rốt cuộc là tại sao? Đầu tiên, Mã Tắc khi ở dưới trướng của Lưu Bị không hề được trọng dụng. Không phải vì ông không có một chút bản lĩnh nào, mà là bởi Lưu Bị đã nghĩ đến một vấn đề sâu xa hơn. Đó là sự ràng buộc. Cái mà bậc đế vương như Lưu Bị đề phòng chính là sự cân bằng. Bởi lẽ khi đó, anh trai của Mã Tắc là Mã Lương đang nắm trong tay đại quyền điều khiển quân đội của Lưu Bị. Nếu còn trọng dụng Mã Tắc vậy, thì phần lớn quyền quân sự đều rơi vào tay hai anh em họ. Lưu Bị há chẳng phải ít nhiều sẽ bị đe dọa ư? Đây là một trong những nguyên nhân mà Mã Tắc không được trọng dụng. Nguyên nhân thứ hai, Lưu Bị không trọng dụng Mã Tắc, nhưng cũng không để cho nhân vật này nhàn rỗi, còn trao cho ông chức quan có danh mà không có thực. Khi đó, Thục Hán quả thực chiến tranh liên miên, mỗi khi có chiến tranh, Mã Tắc đều xin xuất trận. Nhưng Lưu Bị lần nào cũng từ chối, bởi vì cảm thấy người này quá tính toán chi li, không làm nên được việc lớn. Sau này khi gần đất xa trời, trong di ngôn để lại cho Gia Cát Lượng, Lưu Bị có nhắc đến Mã Tắc, nói người này không thể trọng dụng. Nếu trọng dụng, cũng nhất định không được khinh suất, phải quan sát và suy xét cẩn thận. Gia Cát Lượng biết ý tứ của Lưu Bị, nhưng sau đó, vì tình nghĩa sâu đậm với Mã Tắc mà Gia Cát Lượng quên hết lời của Lưu Bị, vô cùng trọng dụng Mã Tắc, cho Mã Tắc đi trấn thủ Nhai Đình. Thực ra, Gia Cát Lượng cũng là bất đắc dĩ, bởi lẽ khi đó, Thục Hán quả thực không có người có thể dùng được nữa. Nhưng đáng tiếc là Mã Tắc đã khiến Gia Cát Lượng thất vọng, bởi chỉ có kinh nghiệm trên sách vở, chưa từng được đi thực tập, nên Mã Tắc không những không có biểu hiện gì đáng kể mà còn dẫn đến thất bại đáng tiếc. Sau này, vì nhiều chuyện xảy ra liên tiếp mà Thục Hán trở thành nước đoản mệnh nhất trong ba nhà nước lúc bấy giờ. Lời nói của Lưu Bị cũng đã linh nghiệm, nếu không có thất bại của trận Nhai Đình, có lẽ đã không dẫn đến đại họa như vậy. Ngoài ra, trước khi qua đời, Lưu Bị còn dặn dò Gia Cát Lượng, nếu như Lưu Thiện xứng đáng để phò tá thì hãy phò tá, không xứng đáng thì tể tướng có thể thay thế nó. Thế nhưng phân tích di chiếu phó thác con côi của Lưu Bị, cho đến ngày nay, hậu thế vẫn có những quan điểm bất đồng, chủ yếu là vì cụm từ tể tướng có thể thay thế nó. Một bộ phận cho rằng ý nghĩa của câu nói này chính là muốn nói với Gia Cát Lượng rằng nếu Lưu Thiện không làm được, Khanh có thể thay thế thái tử và ngồi vào vị trí đế vương. Một bộ phận khác lại cho rằng câu này của Lưu Bị ám chỉ rằng nếu Lưu Thiện không làm nên chuyện thì có thể chọn một trong hai người con trai khác của ông thay thế. Lưu Bị luôn canh cánh nỗi lo Gia Cát Lượng sẽ hành động giống Tào Phi. Thực ra, khi Lưu Bị để lại di ngôn này, hơn ai hết, ông hiểu rất rõ rằng Hán Hiến Đế sở dĩ không bị phế, chẳng qua vì trong lòng Tào Tháo, trước sau chỉ muốn là một đại thần của nhà Hán, chứ không phải ông ta không có đủ năng lực để phế chất hoàng đế, rồi tự đưa mình lên thay thế. Tuy nhiên, Tào Phi lại không giống cha mình, ông ta dứt khoát phế chất Hán Hiến Đế, kết thúc Hán triều tồn tại hàng trăm năm trong lịch sử Trung Hoa. Nhìn vào bức tranh đó, Lưu Bị luôn canh cánh trong lòng một lối lo. Lưu Bị luôn canh cánh trong lòng một mối lo rằng liệu Gia Cát Lượng có mưu đoạt địa vị của con trai ông lên nắm quyền điều hành chính quyền Thục Hán mà ông đã phải tốn nhiều tâm sức để gây dựng. Chính vì điều này nên trước khi qua đời, Lưu Bị đã để lại lời trăn trối ẩn ý thâm sâu. Gia Cát Lượng là một người có văn hóa trong xã hội cổ đại,
xã hội phong kiến đã dạy cho ông tam cương ngũ thường, nhưng hiếu lễ nghĩa, lý tưởng lớn nhất cuộc đời Khổng Minh không phải là độc chiếm một phương rồi đăng cơ xưng đế, mà là thực hiện hoài bão chính trị của bản thân. Gia Cát Lượng cũng có thể xem là giống với Tiêu Hà, thừa tướng thời Hán, có công lớn trong việc giúp đỡ Hán Cao Tổ Lưu Bang, tận tâm tận lực với người mình đã chọn phò tá. Thứ họ theo đuổi và tìm kiếm không phải là địa vị hay quyền lợi, mà chỉ là lý tưởng chính trị tối cao của bản thân. Lời chăn chối của Lưu Bị đầy ẩn ý thâm sâu đã cho thấy ông đang đề phòng Gia Cát Lượng. Điều này khiến hình ảnh một minh chủ như Lưu Bị vô hình chung lưu lại một chút vết nhơ trong lòng hậu thế. Khổng Minh một đời cống hiến cho sự trưởng thành và lớn mạnh của thuộc Hán, công lao của ông bỏ ra nhiều không kể xiết. Vậy mà đến cuối cùng lại bị Lưu Bị hoài nghi. Nghĩ lại năm đó, Lưu Bị ba lần đến nhờ cậy ta, nhận thấy ông có thành ý nên hết lòng phò tá ông giữa thời loạn lạc. Xuất mưu hiến kế, nam chinh bắc chiến, quan hệ giữa đôi ta mặc dù là chủ, tớ, nhưng nào có khác gì anh em ruột thịt. Vậy mà đến tận lúc chết, Lưu Bị vẫn mang tâm lý đề phòng, đem Gia Cát Lượng ra so sánh với Tào Phi, để rồi lưu lại di ngôn đầy ẩn ý sâu cay, thật sự khiến người khác bị tổn thương. Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng vẫn một lòng một dạ phò tá Lưu Thiện, dốc sức vì thuộc Hán, cuối cùng chết vì sức cùng lực kiệt. Tâm cơ ẩn giấu bên trong lời chăn chối của Lưu Bị thực sự đã phụ lòng cúc cung tận tụy bao năm của vị thừa tướng trung thành. Gia Cát Lượng giỏi tính toán, liệu sự như thần, nhưng dường như ông đã không cân đo đong đếm, tính toán được lòng dạ người mà chính ông đã dốc sức trung thành. Quý vị thân mến, không chỉ có quân chủ Lưu Bị mà ngay đến quân sư Gia Cát Lượng trước khi qua đời cũng để lại một lời chăn chối. Bùa hộ mệnh mà Gia Cát Lượng để lại cho thuộc Hán chỉ gói gọn trong một câu nói, thế nhưng Lưu Thiện đã hành động trái ngược hoàn toàn so với lời căn dặn ấy, khiến thuộc Hán rơi vào con đường diệt vong. Và để tìm hiểu rõ hơn, quý vị hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé. Vào cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, các chư hầu thi nhau nổi binh với khát vọng gây dựng đại nghiệp, hùng cứ một phương. Thế nhưng trong vô số những cuộc chiến loạn của buổi nhiễu nhường ấy, số ít các thế lực trụ lại sau cùng chỉ còn Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền. Trong số ba vị quân chủ ấy, chỉ có Lưu Bị là sở hữu xuất phát điểm thua thiệt hơn cả. Thế nhưng vị quân chủ họ Lưu vẫn thành công gây dựng đại nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thành tựu của Lưu Bị và nhà Thục Hán có một phần công lao không nhỏ của mưu sĩ nức tiếng đương thời Gia Cát Lượng. Bởi lẽ chính Ngọa Long Kiên Sinh là người đã đưa sách lược giúp Lưu Huyền Đức có Kinh Châu, Ích Châu và thành lập được thế lực riêng của mình. Không chỉ vậy, sau khi tiên chủ họ Lưu qua đời, Khổng Minh tiếp tục dành phần đời còn lại của mình để cúc cung tận tụy phò tá cho tân đế Lưu Thiện, cũng như lèo lái con thuyền của nhà Thục Hán. Thế nhưng có lẽ Ngọa Long Tiên Sinh hiểu rõ bản thân mình không thể đứng ngoài vòng tuần hoàn của sinh lão bệnh tử. Vì để cơ nghiệp Hán thất có thể trụ vững sau khi mình qua đời, ông đã lưu lại cho Hoàng đế Lưu Thiện một lời căn dặn tuy ngắn ngủi nhưng lại là lá bùa hộ mệnh cho nhà Thục Hán trong tương lai. Bùa hộ mệnh gói gọn trong một câu nói mà Gia Cát Lượng để lại cho Thục Hán. Sau khi Quan Vũ qua đời, Kinh Châu bị đoạt, Lưu Bị đã quyết tâm đem quân chinh phạt Đông Ngô, nào ngờ đại quân của Thục Hán lại chuốc lấy kết cục thảm bại ở Di Lăng. Còn vị quân chủ họ Lưu thì buộc phải lui về Bạch Đế Thành, chưa đầy một năm sau đã qua đời trong u sầu. Trước lúc lâm chung, Lưu Huyền Đức đã ủy thác con trai và tương lai Thục Hán vào tay Gia Cát Lượng. Vì muốn báo đáp ơn tri ngộ và hoàn thành di nguyện của tiền chủ, Khổng Minh đã dành phần đời còn lại của mình để cúc cung tận tụy cho triều đình Thục Quốc, đồng thời còn dốc sức tiến hành tới mấy lần Bắc phạt. Thế nhưng, một người có tầm nhìn xa trông rộng như Ngọa Long Tiên Sinh, từ sớm đã hiểu rõ sự bất biến của quy luật sinh tử, nhất là khi bản thân ông tự mình xông pha nơi chiến trường. Do đó, để có thể đảm bảo triều đình Thục Hán không đối mặt với những biến động quá lớn nếu mình không may bỏ mạng nơi xa trường, Gia Cát Lượng đã viết cho hậu chủ Lưu Thiện bản tiền xuất sư biểu trước lần Bắc phạt đầu tiên. Trong đó, vị thừa tướng Gia Cát Lượng này đã đặc biệt nhấn mạnh lời khuyên: "Thân hiền thần, viễn tiểu nhân, thử tiên hán sở dĩ hưng long dã." Tạm dịch: gần gũi với hiền thần, xa lánh lũ tiểu nhân, làm được điều này thì tiên Hán mới có thể hưng thịnh. Theo đó, Gia Cát Lượng cho rằng hậu chủ Lưu Thiện muốn cơ nghiệp rộng mở thì cần thân cận với những bậc hiền thần, trung lương, đồng thời tránh xa những kẻ nịnh thần và bè lũ tiểu nhân. Có vậy thì cơ nghiệp của Hán thất mới có thể thịnh vượng lâu dài. Lời khuyên giải sâu sắc nói trên của Ngọa Long Tiên Sinh chính là nguồn gốc của thành ngữ nổi tiếng: thân hiền viễn nịnh, khuyên con người ta nên thân cận với người tài và xa lánh những kẻ tiểu nhân cùng bè lũ a dua, nịnh nọt.
Làm trái với lời dặn của Khổng Minh, Lưu Thiện trở thành tội nhân khiến Thục Hán tận diệt. Thực tế lịch sử đã chứng minh, sau khi thừa tướng Khổng Minh qua đời ở Gò Ngũ Trượng, hậu chủ Lưu Thiện ban đầu một mực nghe theo lời can gián năm nào. Thế nhưng chỉ vài năm sau đó, vị hoàng đế này đã bước vào vết xe đổ của rất nhiều triều đại đi trước và khiến cơ nghiệp Thục Hán trượt dài trên đà diệt vong. Kể từ sau cái chết của đại thần Tưởng Uyển vào năm 246, Lưu Thiện chính thức tự mình nắm quyền triều chính và tin dùng hoạn quan hoàng hậu. Thế lực của thái giám này từ đó càng lúc càng trở nên bành trướng. Năm 258, sau cái chết của thị cung Trần Chi, hoàng hậu được thăng chức và càng thêm lộng quyền. Triều đình Thục Hán cũng bởi vậy mà không ít lần nghiêng ngả. Bấy giờ, đại tướng quân Khương Duy vì bất mãn trước sự chuyên quyền của hoạn quan họ Hoàng nên đã dâng tấu xin Lưu Thiện giết đi. Nào ngờ vị hậu chủ ấy chỉ dừng dưng từ chối với lý do. Hậu, tức hoàng hậu, chỉ là đứa tiểu thần để sai khiến. Trước đây, Đổng Doãn cứ nghiến răng căm tức, ta vẫn hận việc ấy, ngươi cần gì phải để ý. Sau đó, Khương Duy vì sợ bị phe cánh hoạn quan trả thù nên đã xin ra đặt chung, lập đồn điền để tránh tai vạ. Từ thế cục nói trên, không khó để nhận thấy hậu chủ Lưu Thiện đã làm ngược lại hoàn toàn so với lời căn dặn của Gia Cát Lượng năm xưa. Thay vì thân hiền thần, viễn tiểu nhân, vị hoàng đế thứ hai của nhà Thục Hán lại rất thành công trong việc thân tiểu nhân, viễn hiền thần. Khi lần lượt đẩy những bậc trung lương ra xa, còn bản thân thì lại tin tưởng và gần gũi với bẻ lũ gian thần nịnh bợ. Cũng bởi vậy mà có ý kiến cho rằng sở dĩ Lưu Thiện và Thục Hán có thể thoi thóp thêm vài thập niên sau khi Gia Cát Lượng qua đời là nhờ có Khương Duy liều mạng chống đỡ trên phương diện quân sự, cùng với đó là công lao nội chính của những đại thần như Tưởng Uyển, Phí Y, Đổng Doãn. Có thể thấy chính việc dùng hoạn quan xa lánh trung thần của hậu chủ Lưu Thiện đã khiến nội bộ Thục Hán bị chia rẽ sâu sắc, cuối cùng không còn cách nào tránh khỏi kết cục diệt vong trước sự thôn tính của thế lực Tào Ngụy. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!